Khi chúng ta sống ở kiếp nào đó gây án với nhau thì trở thành quá khứ với nhau, và cái nghiệp ấy xuất hiện đi theo nhau để bảo hộ nhau. Trong quyển Từ Bi Thủy Sáng, tối 21 tháng 3, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, cùng ban trị sự của chùa đã tổ chức buổi pháp thoại với khoảng 1.000 Phật tử tham dự để thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí về hoạt động của chùa. Trước đó, thông tin trên báo chí nêu về hoạt động chùa Ba Vàng gọi vong, giải nghiệp thù thiện tỷ. Buổi pháp thoại được truyền hình trực tiếp trên trang web, trang YouTube và mạng xã hội Facebook của chùa. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho biết, chùa Ba Vàng là một chùa lớn, có tiếng trong tỉnh Quảng Ninh, cả nước và trên thế giới, nên có những người ganh ghét, đố kỵ. Cuối buổi pháp thoại, trụ trì chùa Ba Vàng tâm sự, bản thân không hề tham tiền, không phải đi tu để thành nghề, mà để lợi ích cho chúng sinh. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thông tin về chuyện Phật tử Phạm Thị Yến lấy ví dụ vụ cô gái ship gà ở Điện Biên bị sát hại để giải nghĩa oan gia trái chủ. Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định những thuyết giảng này hoàn toàn không đúng với giáo lý nhà Phật, trái đạo đức xã hội. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí sẽ làm việc với bà Phạm Thị Yến, người truyền bá vong báo án ở chùa Ba Vàng. Trước thông tin này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn hóa Cơ sở thành lập đoàn công tác làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ các vấn đề trên, đề xuất giải pháp cụ thể chấn chỉnh vi phạm nếu có, kết quả làm việc báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25 tháng 3.